Với sự tham gia của các diễn viên Lưu Đan, Từ Dinh, Lê Nặc Ý, Lâm Y Kỳ, Trịnh Thiếu Dân, Hoàng Tử Hùng, Lý Lâm Ân, Trương Đạt Luân, Lý Gia Đỉnh, Trang Thư Minh, Dương Trác Na, Hà Ý Dân, Triệu Vĩnh Hồng, Mã Đế Lộ cùng một số diễn viên khác, biên kịch Quang Bính Hồng, Liễu Chính Thanh, đạo diễn Trần Chí Giang, Hoàng Nhữ Lạc, Trương Vĩnh Hào, diễn viên lồng tiếng Chí Hiếu, Bích Ngọc, Huy Hồ, Ý Nhi, Thùy Trang, Khánh Văn, Hoài Bảo, Bình Nguyên, Huệ Phụng, Anh Luân, kỹ thuật lồng tiếng Khởi Minh, Cẩm Thuận, Ngọc Tuấn. Bộ phim Mái Ấm Gia Đình. Em gái phi thường. Không phải chứ, ông ta tính ra 4.000 đồng. Mỗi tháng phải là 120 tiếng đồng hồ. Bình quân chỉ là 33 đồng một tiếng. Vậy là gần với tiền lương tối thiểu rồi. 4.000 sao, ngay cả phí đi lại cũng không đủ. Ai chịu tới đây làm chứ. Rất rõ ràng là ông giả chỉ làm qua loa để bịt miệng chúng ta lại thôi. Hai, liên quan tới việc tuyển người mới thì... Chúng tôi biết rồi, mời không được phải không? Đâu có phải, tôi vừa mới nói là tôi vừa tuyển được nhân viên mới. 4.000 đồng cũng có người chịu làm. Đúng vậy, nhưng mà cổ không có kinh nghiệm gì hết, phải nhờ các sư huynh sư tỷ dẫn dắt đó. Đích sinh là người đẹp đó. Tôi nhiều việc làm lắm, không cần khách sáo đâu. Lương cao như vậy cũng chịu đến đi làm, chắc chắn có vấn đề rồi. Nè, tôi nói thật nha, tôi không biết dẫn dắt người mới làm đâu. Nhưng mà người đồng nghiệp mới này rất là thông minh. Angel à, chắc là cô không có sợ không có tiếp chuyện được với người mới chứ? Lại là chiêu này. Được rồi, người mới này để tôi lo. Có cậu đến rồi. Được. Các chị đồng nghiệp, người này chính là đồng nghiệp mới của chúng ta, cô cậu A Ngọc. Hello, mọi người gọi tôi là James cũng được. Hi. Chào. Nè, cô ấy tên là Angel, cô rất có kinh nghiệm, cô hãy theo cô ấy học hỏi. Nè, giao cho cô đó, tôi còn nhiều việc khác cần phải làm. Cảm ơn nhiều. Không cần khách sáo. 4.000 đồng cũng chịu đi làm cực khổ cho cô không, rồi. Vì tôi tính tới đây học hỏi, sẵn tiện xem chị có bản lĩnh gì thôi. Nếu cô làm sai tôi sẽ công ra công đó. Tôi cũng vậy đó. Hoan nghênh gia nhập. Nhà hàng này bị người ta khiếu nại đồ ăn của họ không sạch sẽ. Trong bếp thì phủ nhận không có chuyện như vậy. Khi mà tổng công ty cử người đi điều tra, lại tìm không được chứng cứ gì. Cho nên tầng quản lý của họ đã quyết định ủy thác công ty chúng tôi đi điều tra. Chút nữa tôi với cô sẽ giả giờ làm người dọn dẹp vệ sinh nội bộ, đi vào trong bếp tìm chứng cứ. Nè, thật ra cô có nghe tôi nói gì không? Tìm những thứ không sạch sẽ đúng không? Chúng ta làm khách hàng thần bí, nhất định không được ở trong phạm vi nhà hàng hoặc là khu mua sắm lấy cái tờ giấy tính điểm ra. Cho nên nội dung ở bên trong cô nhất định... A. Hoàn cảnh vệ sinh. B. Đồ ăn vệ sinh. C. Vệ sinh cá nhân của nhân viên. A1. Bàn làm việc sạch sẽ. A2. Công cụ sạch sẽ. A3. Đồ bếp sạch sẽ. A4. Nền nhà sạch sẽ. Đúng không? Quả nhiên là có chuẩn bị sẵn. Nhưng mà cái này là trách nhiệm đó, cho nên cô không có nên kiêu ngạo như vậy. Cái này của tôi gọi là kiêu ngạo hả? Vậy thì nếu như nói về kiêu ngạo, cách nói chuyện của người nhân viên đối với cấp trên, tôi không bao giờ đuổi kịp ai đó đâu nha. Giám đốc ạ, thật ra hai người chúng tôi có thể giả làm người dọn rau mà. Trong cái bếp này không cần có kinh nghiệm, chỉ cần có người dọn vệ sinh thôi đã không dễ bị phát hiện nữa. Nhưng mà hai cô thật sự có thể làm được thật chứ? Được chứ, chúng tôi rất chuyên nghiệp mà. Vậy thì tốt rồi, chung nữa biết chứ anh Kình sẽ chỉ cho hai cô phải làm như thế nào. Anh Kình, anh đến đúng lúc quá, đã mời được hai người dọn dẹp vệ sinh. Bây giờ giao cho anh, hai cô cố gắng làm việc đó nha. Được. Hai người các cô đến thật đúng lúc, đi theo tôi. Ống thoát nước bị nghẽn, hai cô làm thông nó đi. Rút hầm cầu. Rút hầm cầu không phải kiếm người khác làm sao? Thì hai cô là người đó, lấy mấy cái thứ dơ bẩn ra là được rồi. Cô đừng nói cho tôi biết là cô không có biết làm nữa nha. Biết.
có thùng công cụ không vậy? Lấy tăm bông cho cô làm có được hay không? Điên khùng, dùng tay đi. Tránh ra. Vậy mà cô cũng hứa với ảnh. Vậy thì tôi thật sự phải học hỏi cô rồi. Tiền bối. Đi đi đi. Trời ơi, sao cái bao tay này lại bị thủng vậy? Vào trong nhà bếp làm gì thì đương nhiên phải có chuẩn bị trước. Tôi không biết chị lại hồ đồ như vậy. Nếu không tôi đã sớm có thể lấy đôi bao tay không bị lủng lỗ này cho chị mượn rồi. Còn có khẩu trang nữa. Nhưng mà xin lỗi, bây giờ chỉ còn một cái thôi, không giúp được chị rồi. Rửa tay suốt một tiếng đồng hồ thì da tay tổn thương dữ lắm đó. Cho nên tiếp theo sau đó nó bộ kem dưỡng da hết 2 tiếng đồng hồ. Cô vẫn cứ háo thắng như vậy. Thật ra cô cũng biết là tại sao nó lại cố gắng chịu đựng như vậy mà. Thì cũng biết được một chút ít mà. À, vậy cậu có cảm thấy nên khuyên giải em gái của cậu, tuy rằng không phải là chuyện to tát gì, nhưng mà khiến em gái tôi về nhà trong sự nóng giận như vậy thì cả nhà tôi không dễ chịu đâu đó. Tôi thật sự không biết nó đi tới làm ở công ty khách hàng thượng bí, còn có tranh chấp với Mã Nhu nữa. Tôi cũng muốn làm người giảng hòa đó, nhưng mà tối qua sau khi nghe xong nó nói, tôi cảm thấy nên bỏ qua thôi. Nghe nó nói sao vô đi. Sao sớm vậy? Em gái tôi tên Game. Tới đây, anh giới thiệu cho em biết. Bác Mã. Anh hay gọi là sếp đại. Hay. Chỉ là cái xưng hô thôi, gọi bác thì được dạ. Rồi. Anh trai của Mã Nhu đó. Bác đến đây vì chuyện của Mã Nhu hả? Sếp đại là bạn mô tô của anh đó. Em còn tưởng bác ấy đến đây để hòa giải nữa chứ. Ở trên chiến trường của phụ nữ, trên nguyên tắc thì bác sẽ không bao giờ xía vô đâu. Nhưng mà nếu như ảnh hưởng tới bác, cũng như ảnh hưởng tới những người khác thì... Bác hy vọng hai đứa có thể dĩ hòa vi quý, đâu cần phải đấu với nhau như vậy. Tức là vậy, nếu như Mã Nhu sẽ là chị dâu trong tương lai của con, thì bác cũng muốn chúng con xem có hợp hay không, hoặc là có vấn đề gì trong cách nói chuyện, có thể mau chóng giải quyết mà. Bác nghĩ con đã nghĩ quá nhiều rồi. Nghiêm túc mà nói thì hai người họ tạm thời vẫn chưa có hẹn hò. Vậy thì còn đơn giản nữa. Nếu như Mã Nhu sẽ không trở thành chị dâu của con, thì con chỉ là một người dân. Vậy thì đối với người dân trẻ có thể giận được bao lâu, bác càng không phải lo lắng nữa. Có lý lắm. Yên tâm đi, chiến tranh của tụi con cực kỳ văn minh luôn, tuyệt đối sẽ không lạm sát người vô tội. Cho nên hai người anh hai có thể an tâm quan sát, tuyệt đối sẽ không bị bom đạn rơi trúng. Em đúng là kiêu ngạo. Anh mà kệ em đi. Anh làm ông chủ kiểu gì vậy hả? Không mang ly cà phê cho người ta. Sếp đại à, con pha cà phê cho bác. Con đoán chắc là bác thích cà phê kiểu Brazil, có một chút đắng, có đúng vậy không? Được rồi. Để con một chút. Cảm ơn. Tối qua tôi bị những lời đạo lý này của nó thuyết phục rồi. Ông thấy sao đây? À Diệt à, em gái cậu đúng là rất giống em gái tôi. Ông cũng thấy vậy hả? Tại sao lại gọi tôi về gấp vậy? Không phải do công việc ở nhà hàng tất đã gây ra chứ? Chính là chúng ta nhận được người ta khiếu nại là bất mãn, cho nên mới gọi cô về để gấp nè. Chắc chắn là cái báo cáo viết không rõ ràng rồi. Biết trước như vậy tôi tự làm lại rồi. Không phải, người ta khiếu nại chúng ta tại sao lại cử người đi làm khách hàng thần bí trễ như vậy. Họ khen chúng ta làm việc rất chuyên nghiệp, còn làm rất là tốt, còn ký hợp đồng 1 năm nữa. Vậy sao? Chúng tôi chuyên nghiệp là nên làm mà, chuyện nhỏ thôi. Bọn họ khen ngợi cô Ngọc làm việc rất là tốt, cực kỳ tốt luôn đó. Tại vì để biểu dương công lao của mọi người, hôm nay tôi mời mọi người đi ăn cơm. Cảm ơn giám đốc Giả. Cảm ơn giám đốc Giả. Không cần khách sáo. Lại đi canteen hả? Nhà hàng ở dưới lầu cũng được mà. Nếu như vậy thì đi mua nhanh lên đi. 12:45 ở dưới nhiều người lắm. Đi. Đi, mau lên, mau lên. Đi thôi, mau lên đi. Thang máy đến rồi. Quên bác giám đốc rồi. Đâu, mau đi đi, có nhiều người lắm. Mau lên, mau lên. Đi. Giám đốc Giả à, đi nhanh lên đi. Không còn chỗ rồi. Đi. Nhanh lên. Xong rồi. Cảm ơn cô nhiều. Có cần nịnh hót nịnh tới như vậy không? Mấy người không biết thật hay không biết giả vậy? Người nào người nấy cũng mặc váy ngắn. Nếu giám đốc Giả khơm người xuống, mấy người còn không la dê sờ.
Ra thang máy rồi mới cột cũng được mà. Nếu như không phải cái lưng của giám đốc Dạ có vấn đề, tôi cũng không cột giúp ổng. Đúng vậy, tôi đau đến nỗi khom người không được. Ông bị thương ở lưng sao, sao không chịu nói sớm? Vừa nói đến ăn thì chị cứ nói đi 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 đi. Ông ấy làm gì có cơ hội mở miệng. Mà có trời, cái sắp lạnh rồi kìa. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Má Cường lại thường mau lên đi. Thôi, trời ơi. Như vậy thì lên thang máy cột. Đi mau, đi mau, đi mau. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi, chúng ta đi. Trời ơi, trời ơi, nhanh lên, nhanh lên. Tại sao chưa bấm thang máy vậy? Trời ơi, con số. Tới rồi, mau lên, mau lên. Vô nè. Giám đốc Giả, cái lưng của ông bị gì sao? Chúng tôi thật sự là không có biết đó. Mọi người không nhìn thấy ông ấy đi cà nhắc hay sao hả? Làm ơn. Làm ơn. Cảm ơn. Sao siêng năng quá vậy? Em ở nước ngoài cũng là tự lực cánh sinh mà. Anh đừng có tưởng em chưa làm qua việc mới được chứ. Tốt bụng tới giúp đỡ anh hai không bị hẹn hò sao? Không, anh ấy với người nhà của ảnh đi du lịch ở Đại Lục, cả tuần cũng không có ở đây. Hẹn gì cà phê Á Dược lại có thể giữ được đại tiểu thư của chúng ta ở đây. Wow, anh không dỗ em còn đạp thêm mấy cái nữa. Ok. Vậy đây lâu vậy rồi mà vẫn chưa đi chơi với em. Em muốn đi đâu đây, ăn cơm hay xem phim? Có phải em nói gì cũng được không? Đương nhiên rồi, em nói ra được là được rồi. Năm nay hình như chưa có đi công viên Hải Dương. Được thôi, vậy chừng nào? Nghĩ được sẽ nói cho anh biết. Nhớ nói cho anh biết đó, anh lúc nào cũng được hết. Thấy anh cũng tốt với em lắm. Mời anh ăn kẹo đậu phộng nè. Cả một bịch kẹo đậu phộng chỉ để dành một viên cho anh thôi đó hả? Người khác lại không có viên nào luôn đó. Tôi tưởng là bản thân tôi làm đủ nhiều rồi, thì ra cô vẫn không hiểu được. Tôi cảm thấy bản thân tôi có một chút thất bại. Tôi biết là cô rất thích Water Supply, nên tôi đã mua hết đĩa của họ về nghe hàng ngày. Còn đợi ngày mà cô đi làm thì mới về đây ngồi. Xem ra thì cuối cùng anh cũng tìm được một người đáng để cho anh đối xử nghiêm túc rồi đó. Ưa nhìn thì không phải không có, nhưng mà trùng hợp lại thích uống cà phê, vừa thông minh lại vừa có tính hài hước nữa chứ. Lại vừa thích nghe nhạc Water Supply nữa. Không có dễ tìm đâu. Có mới có thể kiếm được, thì đừng có bỏ lỡ nha. Em làm gì vậy? Không có gì. Hao, hạt cà phê của tuần này nè. Chà, tại sao hôm nay cô lại đích thân mang tới vậy? Thì dù sao cũng phải có người mang đến đây thôi. Tôi cứ xem như là biến một chút. Ở đây có nhà vệ sinh không? Ở bên kia. Được, vậy anh giữ giúp tôi cái túi. Ok, không thành vấn đề. Cảm ơn. Xin chào. Hi. Hello. Xin chào. Bên đó có chỗ kìa. Hôm nay mọi người cứ gọi tự nhiên, không cần tiết kiệm cho tôi đâu. Wow, cảm ơn nhiều nha. Cô Út à, hôm nay tâm trạng tốt quá hả? Bị sốc nặng thì đúng hơn đó.
tay của cổ ngâm qua nước cống đó, thối lắm, ngửi đi. Thôi lắm. Nè, đừng có nói mấy lời này chứ. Thì cậu đó. Sao đâu, tâm trạng của cô hôm nay rất tốt, không có tin thôi chứ tiểu nhân. Cô thử chi nữa chứ, con mẹ kiểu ta cô nữa. Đừng có ồn, đừng có ồn nữa. Nè hãy nghe nè, trước những tuần này đó, sếp Hình có cho tôi mấy vé ưu đãi giảm 30% tiền buffet ở khách sạn Trường Đảo, không biết ai có hứng thú hay không đây. Con có nè. Cũng phải xem ý muốn của mọi người nữa. Còn thiệt là. Vậy nếu như có đồ ăn ngon thì như cũ đi, cả nhà chúng ta cùng đi. Mọi người không cần tính toán. Có hào sóng và cua càng dài đó, con không đi, không phải chứ. Rượu thịt rồi cũng tiêu thôi, chuyện nhỏ mà. Hội âm nhạc có phải quan trọng hơn nhiều không? Wow, vé này khó mua được lắm đó. Nếu không phải công ty với nơi tổ chức đang bàn về chuyện hợp tác, tôi cũng không mua được hàng ghế đầu tiên đâu. Cốp à, có 2 tấm vé lận, hay là mời con đi nghe chung đi. Được thôi, mà con xem nè. Thật sao? Tấm vé. Cốp của chúng ta nổi tiếng nhất là cái gì? Chứ là trọng sắc khinh bạn mà. Trước giờ cũng vậy. Đúng đó, con biết, biết. Em gái à, em thay đổi cũng nhanh thiệt đó. Lần trước mới nói là bị bắt nạt, trước đêm xuất phát mới có thay đổi ý định, không đi đảo Nam Á với người ta. Chuyện này khác chuyện kia mà. Người ta có thành ý hẹn em như vậy, em cũng phải nể mặt nhận lời anh ta một lần chứ. Với lại là hội âm nhạc đó, lần này không xem, đâu biết khi nào mới có cơ hội. Vậy có nghĩa là chủ nhật tuần này em sẽ không đi có phải không? Đúng rồi đó, mọi người ăn vui vẻ một chút đi. Ông chủ, em nghĩ khi nào mới đi công viên Hải Dương rồi? Ngày nào cũng được, ngoại trừ chủ nhật tuần này thôi. Chính là chủ nhật tuần này đó. Bởi vì em tính qua trong cả một tuần thì chỉ có ngày đó đi được. Em quỷ hết cuộc hẹn rồi. Lúc trước anh nói để em quyết định, anh không được từ chối em đâu đó nha. Nhưng mà... Nhưng cái gì mà nhân? Em là em gái của anh đó. Như vậy mình cũng không thể nhận lời em hay sao? Không nói nữa, như vậy đi, nói xong rồi tạm biệt. Ba bữa ăn à đúng không? Đúng rồi. Là cô đã hẹn với cậu áo giật hôm chủ nhật phải không? Sao chị lại thông minh vậy chứ? Chị nói là đi công viên Hải Dương nên chơi tàu lượn siêu tốc trước, hay là thuyền hải tặc trước, còn có tháp rơi nữa, nghĩ đến là thấy vui rồi. Vui thiệt đó. Tôi đi trước đây, tạm biệt. À, Cút à. À, con về bên đó ôn bài trước ha. Cái thằng tráng này, mỗi lần nhìn thấy ba thay đất thì trốn đi mất tiêu. Ba hả? Để con giúp ba chưa? Được. Vẫn là phụ nữ tỉ mỉ hơn, đổi lại ba với con thì không có được rồi. Rất ít khi nhìn thấy cô Út im lặng làm việc như vậy đó. Anh hai à, có phải lúc trước chị dâu cũng giúp anh chăm sóc hoa lan giống như vậy không? Sao em lại hỏi như vậy? Em còn nhớ khi em còn nhỏ, em cố tình canh chị ấy tay đầy cát mới kiếm chuyện cãi nhau với chị, để chị lo chăm sóc hoặc không có cãi lại được với em. Lúc trước cô nghịch tới như vậy đó hả? Khi cô còn nhỏ cô nghịch ngợm lắm. Nhưng mà suy nghĩ lại, em thường xuyên kẹp anh ở giữa và chị dâu, cũng hơi đáng ghét ha. Nhưng mà tính ra thì chắc chắn má con không phải đối thủ của cô rồi. Đúng đó. Cô nhớ là có một lần chị ấy không lo đến cái chậu hoa đăng thầy cát, bỏ xuống rồi chạy ra ngoài luôn. Ngay cả người dễ tính như má cũng bị cô làm giận được. Vậy kết quả ra sao? Không có. Khi mà cô đang sợ bị anh hai chửi, chị dâu đã quay về nhà lại tiếp tục chăm hoa như không có chuyện gì xảy ra. Không phải không sao đâu. Cô bỏ hết mấy cái tia lửa vào trong chậu hoa đó, không được bao lâu thì chậu hoa đó nó tàn rồi. Anh hai à. Hả? Anh có người em gái nghịch ngợm như vậy, anh bị kẹp ở giữa có phải rất khó xử không? Lúc đầu đúng là cũng phiền phức lắm. Em biết bản thân em như thế nào mà. Lúc đó anh chị vừa mới kết hôn, em cảm thấy người mà em thương nhất bị người ta giật đi mới vậy thôi. Người không biết thì tưởng là có thù không đội trời chung. Nhưng mà sau đó anh dùng hành động để chứng minh cho cổ xem, thương vợ và thương em gái không có giống nhau. Nhưng mà quan trọng nhất chính là chị dâu của em rất rộng lượng. Cổ chịu đứng ở góc độ của anh để suy nghĩ cho anh, nên cổ nhìn em cực khổ lắm đó. Cũng đúng đó. Con nghĩ em thường vẫn chưa đạt tới cảnh giới này được đâu. Cũng quan trọng nhất là cô suy nghĩ được cái đạo lý cứng chọi cứng thì cả hai bên đều bị tổn thương. Tuy rằng mỗi lần nhường nhịn thì khó chịu lắm, nhưng mà bây giờ suy nghĩ lại thì cô cũng đã lời được cái bình luận là rộng lượng rồi.
Nè, anh có hẹn thì về sớm đi. Như vậy không được tốt lắm đâu. Được rồi, đi 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 đi. Thôi được rồi, tôi đi trước nha. Ừ. Tạm biệt. Tạm biệt. Sắp sửa đóng cửa rồi đó. Mấy chuyện nhảm nhí thì không cần nói, có chuyện gì nói thẳng ra đi. Ok. Tôi biết là cô dì muốn chống đối tôi nên mới cố tình chọn ngày chủ nhật để đi công viên Hải Dương với anh hai của cô. Chị cũng đừng có xem trọng bản thân chị quá. Anh hai năm nào cũng đi công viên Hải Dương với tôi là mỗi năm đó. Cô có suy nghĩ qua cái tuổi này của anh, cô chưa chắc có thể lên núi xuống biển chơi tàu lượn siêu tốc với cô như trước hay không? Ồ, vậy có nghĩa chị nói anh già rồi. Chắc chắn cô phải chấp nhận sự thật này. Cũng giống như cô chắc chắn phải chấp nhận sẽ có một ngày anh của cô sẽ cặp bồ. Cái này là vé hội âm nhạc vào ngày chủ nhật, cùng anh của cô đi công viên Hải Dương, hay là đưa tấm vé này cho ảnh, cô quyết định đi. Chị thích đi xem hội âm nhạc một mình hả? Chỉ là tôi không thích ảnh khó xử thôi. Cũng thật lòng hy vọng cô và anh ta có thể vui vẻ đi chơi thuyền hải tặc. Ai nói tôi chỉ có hai sự lựa chọn? Chị biết đi tìm giám đốc giả mua vé, tôi cũng biết. Sự lựa chọn thứ ba chính là tôi với anh hai tôi đi xem hội âm nhạc. Nếu mà chị thích thì có thể đi cùng. Ok, rất công bằng. Vậy đến lúc đó gặp. Được thôi, tôi không ngại đi ba người đâu. Thank you.